Xin kính chào tất cả anh chị em, mình đang đến video miền Nam ngày 7 tháng 10 năm 2024 buổi chiều hôm nay 6 tháng 10 lọc miền Nam nhiệt cơ đang về ở 34-43 ở trên đài Tiền Giang. Chúc mừng anh chị em tự màu màu trên kênh. Tiếp theo mình dự báo miền Nam ngày 7 tháng 10 trên đài thành phố Cẩm Phả, Cẩm Mau, mời anh chị em tham khảo. Thành phố mình dự báo gặp 46-64, Cẩm Phả mình dự báo gặp 27-72, Cẩm Mau mình dự báo gặp 24-42. Anh em hãy tham khảo. Chúc anh chị em có nhiều may mắn.